Học hết lớp 7 thì bỏ giữa chừng. Từng đi bộ đội nhưng Trương Quốc Huy bị trả về địa phương do vi phạm kỷ luật. Hai lần bị bắt giam, lần bắt thứ hai năm 2005 bị kết án 6 năm tù, ra tù trốn qua Thái Lan, sau đó sang Mỹ. Trương Quốc Huy trở thành con rối cho tổ chức khủng bố Gặp Việt Tân giật dây, xuyên tạc chống phá đất nước. Vào những năm 2004-2005, Trương Quốc Huy và Hàng Tấn Phát bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia tổ chức phản động Hội đồng Dân quân Cứu Quốc do đối tượng khủng bố Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Tại đây, Trương Quốc Huy đã nhận tiền từ Trương Hữu Chánh để thực hiện thu thập, phát tán trên các trang mạng nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời phát tờ rơi xuyên tạc chính quyền đàn áp tôn giáo. Năm 2005, Trương Quốc Huy và Lisa Phạm đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt để điều tra làm rõ hành vi sai trái. Sau thời gian bị tạm giam, nhờ chính sách nhân đạo khoan hồng của nhà nước, hai đối tượng cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi, viết nhiều lá đơn cam kết từ bỏ hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Trương Quốc Huy được trả tự do, Lisa Phạm bị trục xuất về Mỹ. Tuy nhiên, với bản chất cháo trở, ngoan cố, sau khi được trả tự do, Trương Quốc Huy vẫn tiếp tục có hoạt động vi phạm pháp luật, gia nhập các tổ chức phản động. Cụ thể, Huy đã gia nhập khối 8406 nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, kích động đòi lập một thể chế đa nguyên chống lại nhà nước. Năm 2006, Trương Quốc Huy và anh trai bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 6 năm 2005, Trương Quốc Huy và Hàng Tấn Phát được một số tổ chức ở nước ngoài lôi kéo tham gia, cung cấp tiền bạc tiêu xài. Đáp lại, Huy và Phát phải thu thập các thông tin nhằm xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do dân chủ, đàn áp tôn giáo, kích động nhân dân lật đổ chính quyền. Năm 2012, sau khi mãn hạn tù, Trương Quốc Huy cùng Trương Quốc Tuấn trốn sang Thái Lan và bị bắt giữ vì hành vi nhập cảnh trái phép, sau đó đã được tị nạn tại Mỹ dưới sự bảo trợ, bảo lãnh của tổ chức cá nhân phản động, từng xúi giục tiếp sức cho đối tượng hoạt động chống phá Việt Nam. Tại Mỹ, dưới sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt Tân, Trương Quốc Huy lập kênh N10 TV trên YouTube, Facebook để phát tán tài liệu xuyên tạc, bịa đặt, chia rẽ đoàn kết giữa người dân Việt Nam với chính quyền, kích động bạo lực gây bất ổn trong nước. Thủ đoạn của Trương Quốc Huy thường là lợi dụng một số sai sót có tính cá biệt nhất thời, vấn đề trên báo chí đã đăng, thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm định, thậm chí là nghe lời đồn, rồi xuyên tạc, thổi phồng, suy diễn, quy kết tùy tiện, vô căn cứ, qua đó gây hiểu lầm cho người dân, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực nhằm chống phá đất nước. Gần đây, trước tình hình COVID-19 ở Việt Nam diễn biến phức tạp, kênh N10 TV ngày càng ra sức chống phá. Trương Quốc Huy bằng lời lẽ ngông cuồng, láo xược đã vu khống xuyên tạc tình hình và công tác phòng chống dịch, công tác điều hành của chính phủ, kích động người dân biểu tình, thực hiện hành vi sai trái. Với bản chất xấu xa, ngoan cố chống phá đất nước như vậy, Trương Quốc Huy sẽ không lừa được dư luận, chỉ là con rối cho các thế lực thù địch giật dây và nhận thất bại thảm hại mà thôi.